hôm nay con nấu thắng cò sẽ làm tàu hũ chiên ăn để cho quý khán giả xem. Đây là tàu hũ chiên này nha, mua 40.000 thằng em mua nè. Mình là thành viên mới của Thắng Cò Vlog nha các bạn. Dạ, thì mình sẽ chế biến món tàu hũ chiên ăn với nước tương. Giờ Thắng Cò sẽ chế biến nha các bạn. Đây, chú Thắng mình đang cắt nha các bạn. Chơi nguyên miếng bự luôn hả chú Khánh? Chắc tăng giác luôn quá vậy, nó đẹp. Nhìn chú có nổ chi. Đây là thợ chính nè quý khán giả. Đây là mẹ mình nha các bạn. Giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Găm nha. Nước tương gia vị, nước tương nhà là chút nước tương tiêu. Giờ bạn các bạn thấy mẹ mình trang trí đẹp các bạn. Này là tàu hũ chiên nha quý khán giả. Hôm nay kênh của mình sẽ đãi mấy thằng đồng bọn này ăn tàu hũ chiên. Này chuyện mới. Hello các bạn. Dạ. Mình mới đi học về luôn nha. Rồi. Thành viên mới. Đó. Còn kia đang đem chiếu ra nó chảy nha quý khán giả. Mình ăn ăn, ăn tàu hũ chiên mình ăn giống như này là ăn chơi như vậy, ăn buổi trưa cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Giờ mình phải ăn, mình phải mời camera miếng này. Camera men mà một quý giả mời quý giả một miếng tàu nha. Ăn nha, ăn gì vô đi coi. Ăn cái gì ăn nha. Tụi ăn nha. Ăn đi. Bạn. Mình ăn, mình ăn rồi các bạn. Trời ơi rồi. Ăn đi. Chào bạn ơi. Chào các bạn. Nè giờ mình ăn nha các bạn. Nè giờ nè. Còn mất cha. Mình ăn tàu hũ với kẹp với rau răng nữa các bạn. Ăn rau mè. Nó mất sẵn rồi. Ai vậy?
Như bây mấy anh em. Rồi. Giờ mình sẽ dậu cái cục cái đây. 1 2 3. Vô! Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá. Ngon quá. Sang tiếp. Ăn tiếp nha các bạn. Ăn tiếp bạn. Mời các bạn nha. Cái này là mời chấm dưới tàu hũ, chấm vô cái đồ gà mấy ngô. Sẽ mời ăn miếng nha các bạn. Có một khoát nè, là buốt nè, hết trơn rồi. Mời các bạn là. Nãy giờ hơi ăn xong. Rất ngon quá. Ăn cam được chấm nè. Ngon rồi. Lấy to ra. Con ăn rồi. Chỗ này mày ăn nhiều rau nhất nha các bạn. Ăn nhất rồi nè. Ngon các bạn ơi. Ngon các bạn. Ngon quá. Con bạn. Con ghi ăn bạn. Con bạn. Thanh viên mới trong tay mình thì mình ngon lắm. Trắng rượu luôn. Được rồi. Lá chín ngon. Bạn nữa nè. Bạn này sao rồi bạn? Không. Cái tầng chất kìa. Tôi cắm mà. Cắm mọi người. Trời với trời. Ê trời. Ê trời. Ê trời. Ê trời. Cà lắm. Ngon cà lắm. Ê bị gì? Chưa. Em gì ơi? Đằng nào học bài em gì ơi? Mà học bài gì? Cô không về. Ừ. Xác vô, đi xác vô đi. Em không về đây hết đi. Vô. Vô. Chết rồi. Còn hai ba chuẩn bị ca nha. Lâu nay luôn mình điên đi. Mà đó dễ mà. Chào mà xét ca nhạc nha các bạn. Vô anh em ơi. Vô. Vô. Lâu nay luôn mình yên. Có bao giờ anh nghe cho ra chuyện tình yêu. Cho anh ấy luôn gặp em. Nên anh nào quan hệ em như thay đổi bao điều. Là từ khi đó mấy anh nhớ thương em. Nói lời này không trời nên thì được gặp em. Mà cào cao không được. À nào nhạc con quả. Lại đi. Con này uống dành dành gì vậy. Con biết như gì á. Giờ mình sẽ ca nhạc ghép với các bạn. À bài mình vô dân châu Á ta phi vô ba hai tay em phi vô la mấy em gái đây đứng xếp hàng là tưởng con cháu tôi qua cô đa em chọn là quan tụ tề gì mấy em gái kia vui chơi cô con tàu con bé hình hình nhỏ nhẹ như em lưu ly vẫy trên bếp của Vina Hao không phải là ba sao cũng không phải là năm sao xin lỗi nó hơi to nên làm em bé ra rồi không muốn mình phải xa nhau mới mình cay đâu các bạn da đau đêm nay uống nó say cứ ba lên nhau vô. Trời ơi. Em bóng mà thích đồ của con chẳng em nói là hai đứa mình cùng thích thôi. Không. Hay quá các bạn ơi. Hay lắm, hay nhạc mới. Cô ấm rồi bà nha. Vô. Từ là hai ấm bên đời, giờ là sân cháu ngắn trời. Mọi người xung quanh em cho tôi biết cô hát về đâu. Làm tròn niềm tin sai người, giờ sẽ ai khóc ai cười. Nhờ hẹn làm chi để ngồi bỏ đi. Cô có đem tình vui lắm, bay hóa ngăn trời che lắm. Tôi có không về đợi chờ cô về với tôi. Là gì tôi quá ngốc nghếch, hay là so ra cánh tôi nghèo. Học nào thì có hẹn tôi là ngồi sẵn lên. Bao nhiêu kỳ ức muôn thời, giờ sao cay đắng muôn đời. Nhà nhào xe sáng về cưới lòng lấy năm có đi người đón đo. Hình như theo gió mây mày ngồi ôm hương nhớ bé bạn ở phần ngang trái. Sao biết tôi cùng với ai. Tôi có đem tình buồn lắm, bay hóa ngang trời xe lắm. Cô khóc không về đợi chờ cô về.
giờ mình sẽ ca hết xong rồi nha các bạn. Dĩ chấp. Giờ chào các vị khán giả, tôi sẽ ăn hết mâm mày rồi, tôi sẽ tạm biệt các bạn nha. Bye bye các bạn. Bye bye.